Chào mừng các em đã quay trở lại môn sinh học 6 của trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhóm thực vật thứ hai trong chương 8 là nhóm rêu. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về một đại diện duy nhất trong nhóm rêu là cây rêu. Bài 38, rêu, cây rêu. Phần 1, môi trường sống của rêu. Các em hãy quan sát các hình sau cho biết môi trường sống của rêu. Quan sát hình, các em cũng thể nhận thấy rêu sống trên đất ẩm, trên thân cây, trên bờ tường, trên đá. Các em hãy nêu tên các nơi mà rêu có thể tồn tại và phát triển được. Qua quan sát, chúng ta kết luận môi trường sống của rêu. Rêu thường sống nơi ẩm ướt, bờ tường hay chân tường, trên đất ẩm, trên đá, thân cây to, vân vân. Giới thiệu cùng các em một số loại rêu. Rêu trong nước, rêu trên cây gỗ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2, quan sát cây rêu. Các em hãy quan sát mẫu vật cây rêu. Em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây rêu? Quan sát mẫu vật cây rêu, các em hãy cho biết cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm những bộ phận nào? Qua thực tế quan sát, chúng ta nhận thấy rằng cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm rễ, thân, lá. Đặc điểm lá rêu nhỏ, mỏng, thân ngắn, không phân nhánh. Vậy, các em hãy cho thầy biết, thân, rễ, lá có mạch dẫn chưa? Qua tìm hiểu, nhận thấy rằng thân, lá chưa có mạch dẫn, rễ của rêu là rễ rã, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước. Các em hãy rút ra kết luận về cơ quan sinh dưỡng của rêu. Qua quan sát cây rêu, chúng ta kết luận cơ quan sinh dưỡng của rêu: rễ rã, chưa có rễ chính thức, thân ngắn không phân nhánh, lá nhỏ mỏng. Rêu là nhóm thực vật ở cạn đầu tiên, chính vì thế cấu tạo còn rất đơn giản, thể hiện qua đặc điểm chưa có mạch dẫn, chính vì thế rêu vẫn sống phụ thuộc vào môi trường ẩm ướt. Để chứng minh rêu thuộc nhóm thực vật ở cạn đầu tiên có cấu tạo đơn giản, chúng ta hãy quan sát cây rêu và cây có hoa, điển hình là cây cải. Các em hãy tìm điểm khác nhau về rễ, thân, lá giữa cây rêu và cây có hoa. Qua quan sát, chúng ta nhận thấy cây rêu có thân, lá và rễ rã, thân và lá chưa có mạch dẫn. Cây có hoa, có rễ, thân, lá thực sự, có mạch dẫn. Qua quan sát và nhận thấy rằng cây rêu kém tiến hóa hơn so với cây có hoa. Từ đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của rêu, các em hãy cho biết tại sao rêu ở trên cạn nhưng chỉ sống được nơi ẩm ướt. Vì rêu có rễ rã, chưa có mạch dẫn nên khả năng hút nước còn hạn chế. Chính vì lẽ đó rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướt. Rêu thuộc nhóm thực vật ở cạn đầu tiên. Vậy để thích nghi với điều kiện sống mới, rêu phát triển và sinh sản như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần 3, túi bào tử và sự phát triển của rêu. Các em hãy quan sát hình 38.2, túi bào tử và sự phát triển của rêu. Qua quan sát hình 38.2, chúng ta nhận thấy cây rêu trưởng thành mang túi bào tử, chứa các bào tử, có nắp đậy. Khi túi bào tử chính nắp bật ra, các bào tử rơi ra ngoài. Bào tử
nảy mầm thành cây rêu con. Qua quan sát hình, các em rút ra được kết luận gì về cơ quan sinh sản của rêu? Rêu sinh sản bằng gì? Qua đó chúng ta kết luận rằng cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử, rêu sinh sản bằng bào tử. Qua tìm hiểu nội dung phần 3, chúng ta rút ra được kết luận cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử, rêu sinh sản bằng bào tử. Rêu có môi trường sống rất đa dạng. Vậy, rêu có vai trò gì trong tự nhiên và đối với con người? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung phần 4, vai trò của rêu. Rêu có những vai trò gì? Chúng ta hãy quan sát hình trên. Qua quan sát, chúng ta nhận thấy rêu có môi trường sống rất đa dạng. Rêu có thể sống trên đất nghèo chất dinh dưỡng, sống trên đá, sống ở đầm lầy. Từ đó chúng ta rút ra được kết luận rêu có vai trò tạo chất mùn, tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt. Thầy cung cấp thêm các em về thông tin bổ sung. Người ta nói rêu là sinh vật tiên phong đi đầu, tạo điều kiện cho sự phát triển của các loài sinh vật khác trên trái đất. Vì rêu có sống ở vùng đất nghèo chất dinh dưỡng, sau đó chết dưới sự phân hủy, các vi sinh vật sẽ làm cho đất trở nên giàu chất dinh dưỡng, tạo cho thực vật sống phong phú, động vật phát triển, con người sống. Từ nội dung phần 4, vai trò của rêu, chúng ta kết luận vai trò của rêu hình thành chất mùn, tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt. Các em học sinh thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài 38 rêu, cây rêu để củng cố lại kiến thức và nắm vững trọng tâm bài học hôm nay. Các em hãy quan sát sơ đồ tư duy. Rêu, cây rêu, môi trường sống của rêu. Rêu sống trên cạn, nơi ẩm ướt. Về đặc điểm cấu tạo, cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm thân không phân nhánh, lá mỏng nhỏ, rễ rã, đặc biệt chưa có hoa. Vai trò trong tự nhiên, rêu có vai trò tạo than bùn, góp phần tạo chất mùn. Về sinh sản, cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử, rêu sinh sản bằng bào tử. Hướng dẫn về nhà. Các em học bài và trả lời câu hỏi cuối bài 38 sách giáo khoa. Xem trước, chuẩn bị bài 39. Chúc các em học tốt. Mọi thắc mắc và trả lời câu hỏi, các em có thể gửi về địa chỉ liên hệ Xuân C2 Hồ Văn Long a@gmail.com. Xin kính chào các em.